nhà, xin mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món, đó là món mứt củ đậu lá dứa. Gần Tết rồi các bạn, mình làm mứt để mà đón Tết thôi, đón Noel luôn. Và hôm nay mình sẽ làm cái món mứt củ đậu lá dứa. Mời các bạn vào bếp làm cùng mình nhé. Đây là cái bụi lá dứa ở nhà mình trồng nè các bạn. Không có mấy, mình trồng ở trên thùng xốp. Bây giờ mình đi cắt để mình vào mình làm cái món mứt lá dứa củ đậu ha. Cắt ở dưới đây nó trụi luôn rồi. Thật sự không cần nhiều lắm như mình đâu các bạn, mà mình tại vì mình cắt nhiều cho nó thơm, cho nó đẹp. Đấy, rất là thơm luôn mọi người. Cái này là mình tự trồng ở nhà, không phân không thuốc luôn ha. Đó, giờ bắt đầu mình vào thôi. Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái món mà gần Tết rồi mọi người, chúng ta làm mứt thôi. Đây là mứt củ đậu lá dứa. Đây là củ đậu hay còn gọi là củ sắn đó mọi người, mà mình mua những cái loại của nhà vườn á, thì cái củ nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nó không có lớn ha. Củ lớn thì nó sẽ không ngon, nó không ngọt các bạn. Đây là 1 ký nguyên liệu, gồm có là 1 ký củ đậu, 400g đường. Cái này bọc này là 1 ký, hồi mình để ra bớt 400g đường với một khoảng 5 cọng lá dứa và một tí xíu muối. Thế là chúng ta có thể làm được cái món mứt củ đậu này rồi. Và bây giờ mình đi gọt cái củ đậu này. Bạn nào thích thì cùng vào bếp với mình nhé. Sau khi mình quay xong, mình lượt lấy cái nước các bạn, bỏ đi cái bã ha. Cái chén của mình là chén khổng lồ cho nên nó không đầy chén đâu. Mà mình để tùy theo cái lượng lá dứa các bạn, mà để nước ít hay nhiều, mà để mình quay cho nó dễ thôi. Mình để nhiều quá thì hồi mình sên nó cũng lâu nữa. Đấy, đây là một chén nước lá dứa của mình nè. Rồi để qua một bên. Củ đậu hay còn gọi là củ sắn đó mọi người, mình đã gọt và mình rửa xong rồi nè. Bây giờ bắt đầu mình sắt, mình để theo cái chiều như thế này, chiều đứng của cái củ sắn. Mình sắt cái miếng nó cảm thấy mình thấy vừa là ok rồi, không cần cầu kỳ quá đâu các bạn. Bỏ đầu bỏ đuôi ha, cho nó ngon, cho nó đẹp. Để cho nó đẹp thì mình dùng cái bàn chấn mọi người. Mình sắt, mình chấn nó, chấn nó vuông vuông dài dài như thế này. Đây mình làm cái miếng này cũng hơi lớn lớn đó mọi người, cho nó ăn, cho nó có cảm giác. Nhỏ quá khi mình sên lại nó sẽ mất, nó teo lại hết. Muối này là muối iốt cho nên mình để ít thôi nhá, mình để nhiều nó không mặn. Nếu mình không để muối thì nó sẽ không có vị đậm đà các bạn, ngọt, nó ngọt không có đậm đà. Các món ăn ngọt như chè, mứt thì mình phải để dằn một tí muối để cho nó đậm đà hơn á. Và đường thì 1 ký này thì bằng 400g. Đây nè, 400g đường các bạn. Đường mình mua đường trắng thì mình làm nó sẽ trắng hơn. Có người ta ngâm vôi, mình thì không có ngâm vôi. Mình thấy ngâm vôi nó ăn, làm ăn tại nhà thì không cần các bạn, mình không cần trắng quá. Mà này mình làm lại màu lá dứa nữa. Rồi chén nước lá dứa nãy nè các bạn, đổ vào, mình trộn lên và mình để đây cho nó thấm và nó tan đường á. Chỉ đơn giản như vậy thôi, mình để đây cho nó thấm, nó tan đường trong khoảng 2 giờ đồng hồ mọi người, cho nó thấm hết. Và thì lúc đó mình bắt đầu tiếp tục. Đấy nè mọi người, mình sắt cái này hơi hơi lớn thì mình để khoảng từ 2 giờ cho tới 3 giờ
thì nó mới có thể thấm vào được. Và chúng ta bắt đầu làm tiếp cái công đoạn tiếp theo ha. Làm này nó cũng hơi cầu kỳ nhưng mà mình ăn rất là ngon mọi người. Rồi mình để đây cho nó nghỉ khoảng, cho nó thấm khoảng 2 đến 3 giờ ha. Hẹn các bạn 2 đến 3 giờ sau chúng ta quay lại vào bếp tiếp thôi. Cái phần mứt đã được 2 giờ rồi nè mọi người. Nó ra nước rất là nhiều luôn nè. Giờ bắt đầu mình bắt bếp lên mình xên nó thôi. Đầu tiên là mình để nước, mình để cái nước này vô mình nấu cho nó sôi lên rồi mình hãy để phần củ sắn vô. Bắt lửa lớn nha mọi người. Kéo chỉ mình để đường nhiều thì mình không cần dùng thạch cao mọi người. Nói chung là dùng những cái loại hóa chất thì mình sợ nó không tốt cho sức khỏe. Mình để đường nhiều một tí thì tự động nó sẽ xe lại, nó rất là ngon luôn. Nếu mà để đường ít thì người ta thường người ta bán, người ta để đường ít thì như vậy là người ta để thạch cao vô thì nó sẽ áo lớp đường ngoài liền. Còn này mình không cần, mình làm mình ăn thì mình để hơi nhiều đường tí, mà khi mà nó áo rồi ở cái lớp đường đó mình có thể sử dụng lại hay là mình làm bất cứ chuyện gì cũng được, nó sẽ áo ngoài rất là nhiều, cũng rất là ngon. Bạn nào thích thơm nữa thì để vani vào, tại vì cái mùi lá dứa nó cũng đã thơm sẵn rồi, nhưng mà nếu mà có vani nữa thì nó sẽ ngon hơn. Bắt đầu nó sắp áo lề nè các bạn. Lúc này thì chúng ta nên chở đều tay để nó bị khét. Và khi đường nó thấy mình thấy nó kéo chỉ già như thế này nè mọi người thì mình có thể tắt bếp được rồi. Và mình sơ nó ở trên bếp để cho đường của nó lại đường, nó áo đường ở phía bên ngoài. Tại vì nếu mà mình để lửa thì nó sẽ bị khét đường, nó vàng đi và nó không ngon nữa. Đây bắt đầu mình tắt bếp nè các bạn. Khi mình tắt bếp á mình phải quậy đều tay mọi người. Công đoạn này là quan trọng và nó cũng nặng tay nhất. Mình quậy như vậy thì nè đường nó mới quấn lại. Và
trên xào mà mình thấy cảm giác được nghe nghe xào xào ở ở dưới đáy cái chảo đó mọi người. À, đó là cái dấu hiệu mà đường nó lại là nó vón lại đó, là mình có thể tắt bếp được. Mình sơ mà mình nghe nó xào xào ở dưới, cảm giác như là nó có cát. Dưới đáy chảo của mình nó có cát. Cảm giác là như vậy đó, thì đó là đường nó đóng lại đó mọi người. Thì chúng ta có thể tắt bếp và chúng ta sơ thêm khoảng 5 phút nữa thì nó sẽ áo đường rất là đẹp. Mình tắt bếp và mình sơ ở trên cái chảo á. Nghe nó gột rạc nè mọi người, chứ ở phía mà vòng vòng cái chảo á, vòng cái chảo nó có đóng trắng trắng rồi nè. Thì bây giờ mình tắt bếp được rồi. Tắt bếp rồi mình sơ tiếp ở trên bếp khoảng 5 phút cho nó áo đường. Xong sau khi mình tắt bếp mình sơ thì nó quéo lại như vậy nè các bạn. Đây, cái miếng mứt của mình nó rất là ngon luôn á, nó rất là dẻo luôn nè mọi người, nè, dẻo và dai luôn, ăn rất là ngọt luôn á. Đây là thành phẩm của mình đây nè mọi người, đó. Cái màu lá dứa nó không có xanh như là cái màu của người ta. À, mà nó chỉ hơi thôi mọi người. Đó. Rất là hấp dẫn luôn ha. Món này mấy bé rất là thích luôn các bạn. Rồi chúc mọi người thành công nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hãy like và share cho bạn bè và người thân cùng xem nhé. Hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất từ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.